Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Hôm nay thì mình quay một số phiên bản siêu hot cho anh chị và bạn ha. Ở đầu tháng 7 ad 150, 155 Vinner X, rồi lại Vario này, Vision AB. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Thảo sẽ hỗ trợ giới thiệu. Hello, chào mọi người nha. Hôm nay mình có cái con mà đang anh em quan tâm rất là nhiều nha, là cái màu ad 155 màu xám bánh cam nha mọi người. Cái màu này thì bây giờ nó không có còn hàng nữa. Nói chung là nhiều anh em kiếm cái màu này rất là nhiều luôn. Nhưng mà màu này là màu rin 100% luôn nha mọi người. Đảm bảo cho anh em luôn, rin 100% luôn và đảm bảo hành cho anh em 3 năm tất cả hết Yamaha luôn nha mọi người. Đó. Thì cái dòng này thì mình còn cũng được tầm khoảng 6-7 con á, nên là mình sẽ xả kho cho anh em một cái xe này luôn nha. Thì dòng mệt 155 mà xám bánh cam mà nè, thì cái này mình giảm giá cho mọi người luôn, hỗ trợ cho mọi người luôn, mà còn lại 47 triệu nha mọi người. Đó, dòng này thì anh em mua góp, anh em chỉ cần đưa trước cho em tầm khoảng là 7 triệu thôi để hỗ trợ lên hồ sơ mua góp được rồi nha. Đó, dòng này thì đắt nhất trong tất cả cái dòng ẹt nha mọi người. Đó, màu này thì không có hàng luôn. Đó, nên là mình về được vài con thôi. Đó, nên là mình giảm giá bán sỉ cho mọi người luôn nha. Rồi nếu mà cái dòng ẹt 2023 mình cũng rất là nhiều, mình giảm giá tiếp theo luôn. Thì ở đây bên này thì có con ẹt 150 màu xám cam nè mọi người. Con này là xám cam nha, nhưng mà phiên bản xám cam giới hạn nha mọi người. Thì con này thì giá của nó sẽ dao động tầm khoảng là 41 triệu nha mọi người. Đó, tháng này giảm cho anh em còn 41 thì trả trước cho em tầm khoảng 5 triệu đó, lên hồ sơ mua góp được rồi nha. Còn nếu mà anh em mà có phiên bản cao cấp nè, hai phiên bản màu sơn 3D nha mọi người. Sơn 3D nó có màu trắng đỏ này, con này thì là 45 triệu nha. Đó, còn nếu mà anh em mua màu sơn khóa sơn mắc cây là đều 45 triệu nha. Đó, màu xám luôn 45 triệu nha. Liên hệ trước giảm triệu còn 44 triệu luôn nha. Đối với dòng này này thì trả trước tầm khoảng 7 triệu thôi là hỗ trợ mua góp được rồi nha. Rồi màu xanh, màu này là màu xanh sơn 3D khóa sơn mắc cây nha. Màu này là màu sơn nha mọi người, lưu ý cho em là màu sơn nha. Màu này thì em sơn lên đúng cái phiên bản mà sơn GB màu cũ á, thì nó không có, nên là bây giờ mình cửa hàng em sơn lên nha. Thì dòng này là 45 triệu nha mọi người. Đó, nếu mà anh em mua cái phiên bản mà 2023 màu cam nè mọi người, màu này là màu rin nha, màu này là rin của hãng đời 2023 luôn. Dòng này thì giá của nó sẽ dao động tháng này là 44 triệu thôi mọi người. Đó, còn nếu mà anh em mua cái phiên bản mà giới hạn đời 2022 thì mọi người, mình có 22 với 23 đầy đủ luôn nha. Thì những cái dòng này á, mình giảm giá tháng này luôn là còn 44 triệu nha mọi người. Đó, thì dòng này thì anh em đưa trước 7 triệu thôi, mình hỗ trợ lên hồ sơ mua góp được rồi nha. Rồi, con màu này là màu giới hạn, màu giới hạn, màu giới hạn nha mọi người. Màu này là màu bạc, màu trắng ngọc trai nè mọi người. Đó, thì cái phiên bản này thì cũng còn được 2223 luôn. Thì dòng hệt 155 này thì tháng này cũng giảm luôn là 44 triệu thôi nha. Đó, 44 triệu mua góp đưa trước tầm 7 triệu là hỗ trợ lên hồ sơ được rồi nha. Dòng này thì nói chung là mình đồng giá cho mọi người luôn nha. Khóa sợi mắc cây nè. Đó, từ riêng cái con màu xám bạc, cái con màu xám bánh đỏ thì cao nhất thôi. Nhưng mà cái dòng, những cái dòng mà khóa sợi mắc cây này nè, thì mình giảm cho anh em còn 44 triệu đồng giá luôn nha. Liên hệ trước giảm thêm 1 triệu tiền xăng nữa nha, là còn 43 thôi nha. Đó. Rồi. Rồi, màu sơn 3D, màu này là màu đỏ nè mọi người. Con này là 40 khóa sợi mắc cây luôn, là 44 triệu nha mọi người. Con này, riêng con này bán cho anh em 44 triệu, nếu mà liên hệ trước giảm 1 triệu còn 43 triệu luôn. Đó, dòng này thì cũng đưa trước tầm 5 triệu cho lên, là mình hỗ trợ lên hồ sơ mua góp được rồi nha. Rồi tiếp theo là R15 và CBR nè. CBR thì hiện tại là có màu đỏ và màu hắc lịch sơ, thì mình để trong kho nha mọi người. Còn hai cái con này là màu đen và màu đỏ đen này. Hai con này thì tháng này giảm giá cho anh em luôn là còn 63 triệu thôi nha. Đó, còn dòng R15 thì còn là 62 đây mọi người nha, bao VAT luôn nha. Những cái dòng này thì anh em mua góp, anh em đưa trước cho em tầm khoảng là 15 triệu nha, hỗ trợ lên hồ sơ mua góp được rồi nha. Đó, thì cái mấy cái dòng mô tô này anh em nói thiệt là anh em thích cái dòng mô tô thì mua tháng này là bao rẻ luôn. Ok, đạt 150 luôn. 150 là nó có màu trắng đỏ nè mọi người. Con này thì hàng hiếm nha mọi người. Màu này thì nói chung là bao bền luôn, với lại đi cái màu này thì nói chung là mình thấy lâu á, nó lâu hơn những cái màu mà màu mới á. Thì cái phiên bản trắng đỏ hồi xưa là rất là hot nha mọi người. Con này là 41 triệu luôn nha. Đó, con tiếp theo là con màu trắng này mọi người, trắng ánh tím nè mọi người, trắng và tem tím là cái màu phiên bản 2023 nha. Đó, dòng này thì tháng này cũng là 41 triệu thôi mọi người. Đó, V3 luôn đi không? Rồi, Winner V3 CBS màu đỏ mọi người. Thì con này thì là CBS màu đỏ nha, là 33 triệu thôi nha, bao VAT luôn nha. Dòng tiếp theo là Winner màu bạc nè, 35 triệu 500, bao VAT luôn nha. Đó, rồi tiếp theo là mình có Vario nữa này. Vario thì có màu hồng mọi người,
Màu hồng này thì là khóa chì 38 triệu thôi nha. Đó, bao VAT luôn nha. Tiếp theo là màu xám cũng 38 triệu luôn. Giảm giá mạnh cho anh em luôn, còn 38 luôn, màu sơn 38. Trắng ánh tím cũng 38 luôn. Đó. Và màu xanh tiếp tục là cũng 38 luôn. Bốn con này mình giảm giá cho anh em đồng giá luôn cho anh em 38 triệu nha. Anh em mua góp đưa trước cho em tầm khoảng 3 4 triệu thôi. Hỗ trợ lên hồ sơ mua góp được rồi nha. Đó. Rồi, tiếp theo là màu hồng cũng là 38 luôn nha. Đồng giá luôn cho anh em luôn. Màu hồng 38, màu trắng cũng 38 luôn nè. Đó, quá rẻ luôn mọi người. Thì tiếp theo là màu xanh xi măng cũng 38 nè. Đó. Tháng này là đầu tháng nên là mình giảm giá mạnh cho anh em luôn. Đó là những cái màu sơn 3D nè. Đó, 38 triệu bao gồm thuế VAT hết rồi nha. Đó, đó là khóa thường nha mọi người. Đó, lưu ý cho em là khóa thường nha. Rồi, bên này là em tiếp tục là em báo giá và khóa thông minh nè. Như con màu xanh này, khóa thông minh là 39 triệu 500 nha mọi người. Đó. Đây 39 triệu 500, màu cũng là màu xám xi măng nhưng khóa của nó là khác nha, là 39 triệu 500 nha mọi người. Riêng con màu đỏ nè, phiên bản màu ring khóa chìa 37 triệu thôi. Đó, là giảm giá là còn 37 triệu thôi. Riêng màu đỏ và màu đen bóng nha, 37 triệu là em giảm giá cho mọi người là còn 37 thôi. Đó là bao gồm VAT luôn rồi nha. Tiếp theo là màu trắng nhám nè, con này là màu ring của nó nha mọi người, 39 triệu nha. Khóa thông minh đời 2023. Đó. Tiếp theo là màu đen, màu vàng mà xám bạc nha mọi người. Con này thì ít người chạy lắm, mình thấy cái màu này là hiếm nha. Cái màu này là mình mới lên nên rất là hiếm. Thì con này thì cũng là 39 triệu 500 nha mọi người. Rồi, màu đen, tiếp tục màu đen nè. Đen đời 2023. Anh em coi kỹ nha, con này thì 37 triệu thôi nha. Đó. Dòng này anh em đưa trước cho em tầm khoảng 2 triệu thôi, hỗ trợ lên hồ sơ mua góp được luôn nha. Rồi, rồi. Màu bạc. À, Vision báo sơ quá Vision. Tiếp tục là Vision nha. Vision thì màu đen. Đen nha. À, màu đen nè mọi người. Con này là phiên bản cá tính nha. Con này thì giá của nó sẽ dao động là 36 triệu nha mọi người. Đó. 36 triệu. 36 triệu. Còn tiếp theo là màu xám này. Đó, chìa khóa này. 31 năm nha mọi người. AB. AB màu xám màu tím nè mọi người. Anh em coi. Con này bữa giờ hỏi rất là nhiều nha. Con này là rất là đẹp nha anh em. Con này là 40 triệu nha mọi người. Màu sơn 3D 40 nha. Và màu xám cam cũng là 40 nè. Đó. Dòng AB thì trả trước cho mình 4 đến 5 triệu thôi. Giá báo là bao gồm VAT luôn nha. Tiếp tục. Rồi tiếp tục là hai con màu bạc. Xả kho luôn, một con là 38 chìa khóa thường và một con khóa thông minh thì là 39 năm nha mọi người. Đó. Anh em phân biệt cho em hai cái chìa khóa nha, nó khác nhau nha. Như màu xám cam nè, cũng là màu xám cam. Chỉ con bên này cũng là xám cam nhưng mà có là chìa khóa, còn cái này là khóa thông minh. Thì con này là 39 năm. Còn anh em lấy con này thì mình để cho anh em còn 38 thôi nha. Đó. Rồi, màu xanh và màu đen này, hai con này là khóa thông minh của đời 2023, là màu ring 100% luôn. Hai phiên bản này thì để cho anh em là còn lại 39 triệu 3 VAT luôn nha. Đó. Tiếp theo là màu xanh ngọc này mọi người, khóa thông minh nha, 39 năm nha. Và màu tím titan, con này cũng là khóa thông minh 39 năm luôn. Đó. Thì tất cả những cái dòng video mà mình đang báo giá nè, anh em mua trả góp, đó. Thì chỉ cần thủ tục là chỉ cần một chứng minh nhân dân thôi, đó, một căn cước công dân á là anh em có thể mua góp được rồi. Còn những anh em á mà có nhu cầu mua góp thì ở làm công ty có bảo hiểm y tế hoặc là có bằng lái. Nếu mà có nha, trường hợp mà không có thì anh em chỉ cần mang theo căn cước thôi. Nếu mà có thì anh em cứ mang theo cho mình. Thì lên hồ sơ mua góp thì có giấy tờ thì sẽ được ưu đãi nhiều nha. Và ngoài ra thì tháng đầu tháng 7 này nè, vừa được giảm giá mà cũng vừa được hỗ trợ tiền xăng đến mua xe là 1 triệu nha. Nhưng mà anh em mua thì mọi người cứ liên hệ hoặc nhắn tin qua Zalo cho em á. Cái số điện thoại phía trên là em sẽ hoạt động 24/24 luôn. Nên là anh em cứ nhắn tin đến là em sẽ trả lời và là cho anh em nha. Và chương trình khuyến mãi thì cứ giảm giá 1 triệu đến mua xăng. Còn những cái thủ tục mua góp thì anh em chỉ cần mang theo căn cước công dân thôi là có thể mua xe được rồi nha. Anh em nào mua xe thì cứ nhắn tin hoặc điện cho em nha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.